Kính thưa quý vị, nhà đầu tư Nhật chê kỹ nghệ Việt Nam quá kém. Nhiều nhà đầu tư Nhật đang làm ăn tại Việt Nam vừa lên tiếng chê ngành kỹ nghệ nội địa quá kém, không đủ sức trợ giúp việc phát triển sản xuất của họ trên lãnh thổ Việt Nam. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Yasuzumi Hirotaka, giám đốc điều hành Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nhật ZETRO tại Sài Gòn nói rằng, hầu hết các công ty Nhật đặt chân đến Việt Nam đều bị hụt hẫng vì nền kỹ nghệ nội địa quá yếu. Ông Yasuzumi Hirotaka cho biết, vì tỷ lệ nội địa hóa của các công ty Nhật tại Việt Nam quá thấp, nên chi phí sản xuất của họ cao gấp đôi so với hoạt động của Nhật tại các quốc gia khác. Theo ông, nếu Việt Nam sản xuất và cung cấp được hầu hết linh kiện phụ tùng cho các nhà máy Nhật đang hoạt động tại Việt Nam, thì giá thành sản phẩm của Nhật sẽ rẻ đi rất nhiều. Báo Tuổi Trẻ dẫn phúc trình của ZETRO hồi năm 2012 cho biết, tỷ lệ nội địa hóa của các công ty Nhật tại Việt Nam vào khoảng 28%, trong khi ở Trung Quốc là 61% và Thái Lan là 53%. Tại Thái Lan, nhờ tỷ lệ nội địa hóa chiếm hơn một nửa nên giá xe sản xuất tại đây rẻ hơn rất nhiều. Trong khi đó, công ty Nhật phải nhập cảng phụ tùng từ các quốc gia khác khi lắp ráp xe hơi tại Việt Nam nên không thể nào giảm được giá xuất xưởng. Phúc trình này còn nói rằng sự yếu kém của nền kỹ nghệ Việt Nam khiến Việt Nam chỉ còn vai trò lắp ráp, gia công. Nhật hiện đang là quốc gia đầu tư lớn nhất nhì Việt Nam với hơn 1.000 nhà máy lớn nhỏ đang hoạt động từ Nam chí Bắc, nói rằng họ thất vọng về việc phải nhập cảng nguyên liệu, linh kiện từ các quốc gia lân cận cho nhà máy lắp ráp tại Việt Nam. Một trong những công ty lớn của Nhật là Kubota có xưởng sản xuất máy gặt, máy cấy, máy kéo tại Đồng Nai cũng đã than phiền về việc tìm không ra các nhà máy sản xuất phụ tùng ở Việt Nam. Người đại diện công ty này cho biết, sau 8 năm hoạt động, tỷ lệ thiết bị nhập cảng của họ chiếm đến 90% chi phí sản xuất. Vẫn theo Kubota, ngành kỹ nghệ Việt Nam không lớn nổi vì chỉ giữ vai trò lắp ráp thuần túy. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xác nhận điều này khi cho rằng, bộ mặt nền kỹ nghệ phụ trợ của Việt Nam không có gì sáng sủa. Còn theo Ban Quản lý Khu chế xuất Việt Nam, khi mức độ phát triển kỹ thuật của các nhà máy ngoại quốc đang nâng cao, thì Việt Nam sẽ mất luôn lợi thế về nhân công.